Những doanh nghiệp thành công thì rất cần những người đứng đầu đặc biệt. Tỷ phú Jack Ma đã chứng minh điều này. Nhà sáng lập một trong những tập đoàn thương mại điện tử lớn nhất thế giới Alibaba đã tổ chức một bữa tiệc hoành tráng để ăn mừng sinh nhật của công ty này. Nhưng điều đặc biệt hơn là ông đã xuất hiện với một chiếc mô tô phân khối lớn và nhảy điệu của ông hoàng nhạc pop đó là Michael Jackson. Với một chiếc áo màu đen, đeo mặt nạ lấp lánh và cưỡi xe phân khối lớn, vị tỷ phú này đã thu hút mọi ánh nhìn ngay khi mới bước lên sân khấu. Ông đã thể hiện các vũ đạo uyển chuyển theo giai điệu của ca khúc Billie Jean và Black and White của ông Hoàng nhà pop Michael Jackson. Màn biểu diễn đặc biệt này diễn ra trong buổi tiệc kỷ niệm 18 năm ngày thành lập tập đoàn Alibaba tại thành phố Hàng Châu, Trung Quốc. Màn biểu diễn được lan truyền trên mạng Internet và nhận được nhiều lời khen ngợi. Năm 2009, ông từng hóa trang như ca sĩ và hát Can You Feel The Love Tonight